Hô biến mẹ thành con gái đang là xu hướng thịnh hành trên TikTok được nhiều người ủng hộ. Sự đáng yêu trong các đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem bật cười, dù bạn là mẹ hay con gái. Những đoạn phim theo trào lưu này thu hút hàng triệu lượt xem. Đó là những khoảnh khắc thú vị của người mẹ khi hóa trang, ăn mặc theo phong cách của con gái mình. Người mẹ U50 tự tin diện áo crop top của con gái đang tuổi đôi mươi. Một số bà mẹ thậm chí còn trải nghiệm xu hướng trang điểm làm tóc đang thịnh hành. Cũng nhờ trào lưu này mà nhiều người ngỡ ngàng khi phát hiện ra những bà mẹ U40, U50 có 2 đến 3 đứa con nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Ngoài mục đích vui vẻ, trào lưu này còn giúp gắn kết mẹ con, thu hẹp khoảng cách giữa hai thế hệ. Chính mục đích nhân văn này khiến trào lưu được nhiều người yêu thích, ủng hộ.